chào các bạn người cá. Hôm nay tôi có một câu hỏi muốn hỏi các em. Từng bạn trả lời cho tôi biết nha. Bạn Abraham, tại sao em muốn làm người cá? Vậy hả? Rồi bạn Luna, em có tay cá heo cho nên em là hành nghề cá. Mà em có sợ cá heo không? Sợ cá heo thì dễ hơn, chứ cá heo họ không sợ. Xin chào bạn Mimi, tại sao em thích làm người cá? Thích làm người cá. Em thích bơi với cá. Rồi tới phiên chào bạn Thanh, bạn người cá mới sơ sinh ra đời hôm nay, tại sao em thích làm người cá? Wow, vỗ tay cho các bạn. Nãy giờ mình quên vỗ tay mà. Giờ bạn nào trả lời là xong rồi mình nhớ vỗ tay nha. Bạn Mẫn muốn làm bảo vệ động vật hả? Vỗ tay cho bạn Mẫn các em ơi. Xin chào bạn Nam, tại sao bạn thích làm người cá? Hay quá, vỗ tay. Ủa em không vỗ tay em vỗ tay anh chị vậy? Em vỗ tay là em một tay phải cầm lên, một tay phải cầm gì đó. Xin chào bạn An, tại sao bạn An thích làm người cá? Tại vì người cá đẹp quá, là em muốn giúp thiên nhiên và động vật. Wow. Tại sao bạn thích làm người cá? Tại vì làm người cá để bảo vệ thiên nhiên. Wow, quá dở. Vỗ tay cho các bạn. Tại sao bạn thích làm người cá? Vì để bảo vệ môi trường, chứ động vật. Sao bạn lại thích làm người cá? Chạy chơi là con họ đó. Kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật nên mình trở thành người cá, mình sẽ được sống gần gũi với thiên nhiên và động vật hơn. Vậy thôi hả? Ok, cảm ơn những lời chia sẻ của anh, mặc dù nó vô bổ.